Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Việt An.TV. Ngày hôm nay thời tiết rất nắng nóng. Tuy nhiên là Lâm vẫn muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn biết về một chiếc máy chatbot với công suất 150 bình 20 lít trên 1 giờ. Và chiếc máy này thì do Việt An sản xuất và ngày mai thì sẽ được xuất đi cho khách hàng. Và hôm nay thì Lâm muốn mời tất cả quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng theo chân của Thùy Lâm đến xem trên khu vực sản xuất để xem quá trình chạy không tải của chiếc máy này như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân của Thùy Lâm. Trước mắt quý vị và các bạn đang là hệ thống máy chatbot bình tự động với công suất 150 bình 20 lít trên 1 giờ, mẫu model VAQ150 do Việt An sản xuất. Và đây là toàn bộ những cái công đoạn tự động của chiếc máy này. Đầu tiên sẽ là hệ thống máy rút nắp bình tự động. Và trung bình thì nó sẽ rút được 150 nắp bình mỗi giờ. Và sau khi mà những chiếc bình được rút nắp xong thì sẽ được đưa tới cái hệ thống máy trắng rửa chatbot đóng nắp 3-trong-1 như ở đây. Và toàn bộ quá trình này thì đã được thiết kế là theo hệ thống chạy thẳng các bạn ạ, theo yêu cầu đặt hàng của khách hàng. Và ở đây thì Việt An đang chạy không tải cho nên sẽ không có nước để mà chatbot vào bình. Nên quý vị và các bạn chúng ta hãy nhìn quá trình mà chạy thô của máy trước. Sau đó thì Việt An sẽ gửi tới quý vị và các bạn quá trình mà máy vận hành tự động ở tại nhà khách như thế nào ở trong các video tiếp theo nhé. Và chiếc máy này thì ứng dụng cái công nghệ chatbot tiên tiến của Italy mang thương hiệu Glory. Sử dụng máy chatbot VAQ150 rất là đơn giản, bởi vì ở trên này thì nó có hệ thống các nút điều khiển tự động và các cái thông số thì đã được Việt An cài đặt sẵn rồi. Quý vị và các bạn chúng ta chỉ việc là bấm vào nút bật, và nếu như chúng ta muốn dừng khẩn cấp hoặc là có sự cố chúng ta không muốn hoạt động nữa thì chúng ta hãy bấm vào nút stop ở đây. Và chiếc máy này ở bên trên thì quý vị chúng ta lưu ý nhé, ở trên này là hệ thống mà chứa nắp bình. Khi sau khi mà nắp bình đã được rút từ máy rút nắp ở kia thì chúng ta sẽ đổ lên cái hệ thống thay thế nắp ở đây, và nắp bình sẽ được di chuyển theo cái đường ống dẫn nắp để đi xuống từ khu vực các cái đầu đóng nắp này và đóng nắp vào bình. Sau khi mà bình được chatbot xong thì sẽ được và đóng nắp xong thì sẽ được đưa ra ngoài cái băng tải con lăn này và chúng ta sẽ di chuyển ra bên ngoài để chúng ta có thể là dán nhãn bình hoặc là co màng bình sau khi mà chúng ta sẽ đưa ra ngoài thị trường. Hệ thống máy chatbot bình tự động VAQ150 với công suất 150 bình 20 lít mỗi giờ thì gồm có rất nhiều công đoạn tự động. Đầu tiên sẽ là máy rút nắp bình tự động, và trung bình mỗi giờ chiếc máy này sẽ rút được 150 nắp bình. Chúng ta chỉ việc đưa những chiếc bình mà đã có từ nắp ở đây và đi qua tới cái hệ thống máy chatbot nắp ở đây thì máy sẽ tự động rút nắp ra khỏi bình, và cái nắp sau khi được rút ra thì chúng ta sẽ có thể tái sử dụng và chúng ta sẽ đưa cái những cái vỏ nắp này lên cái thay chứa nắp của hệ thống máy chatbot bình 3-trong-1 để sẽ tự động đóng nắp vào trong bình ở công đoạn tiếp theo. Như vậy chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Sau khi mà bình đã được rút nắp xong thì sẽ được hệ thống băng tải plastic này để mà dịch chuyển tự động và đưa tới cung cấp vỏ bình vào trong cái hệ thống máy chatbot bình 3-trong-1. Và đến công đoạn tiếp theo, công đoạn 2 đấy là công đoạn tải vỏ bình vào trong cái bình này. Và trong bình ở đây thì nó sẽ có một cái khay để tải bình, và các bình sẽ lần lượt được tải tự động vào trong cái hệ thống máy chatbot 3-trong-1 ở đây. Và đây là cái máy trắng rửa chatbot đóng nắp bình tự động 3-trong-1. Và như vậy là Lâm vừa giới thiệu với quý vị và các bạn là toàn bộ quá trình các cái khâu công đoạn tự động của hệ thống máy chatbot bình tự động VAQ150. Và chiếc máy này thì được thiết kế với toàn bộ cái phần khung của máy được làm bằng chất liệu inox 304 cao cấp, và phần lớn những linh kiện chính thì sẽ được nhập khẩu từ các nước tiên tiến như Anh, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Và ngoài những linh kiện mà nhập khẩu ra thì các linh kiện khác thì đều được Việt An sản xuất hoặc là mua với đều đảm bảo là hàng chính hãng, chất lượng và đảm bảo hiệu suất hoạt động. Và ở trước đây thì chúng ta để mà mua những chiếc máy chatbot tự động ấy thì các bạn sẽ phải mua hàng nhập khẩu và giá thành rất là cao. Thì hiện nay thì để giảm tải gánh nặng cho các đơn vị sản xuất kinh doanh nước uống đóng bình thì Việt An đã sản xuất ra những chiếc máy chatbot tự động như này. Và chiếc máy này thì chất lượng tương đương nhưng giá thành nó rẻ hơn nhiều so với dòng máy chatbot nhập khẩu. Và nếu quý vị và các bạn đang muốn mở rộng quy mô, nâng cao công suất, muốn sở hữu những chiếc máy chatbot bình tự động thì hãy liên hệ với Việt An theo số 0949414141. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.
nước đang vươn mình, xanh bước với năm châu. Việt An đang vươn mình, song hành cùng thế giới. Như mưa gửi tình vào đất, hóa thành con suối nguồn. Việt An thổi hồn vào mây, hóa con đường mưu sinh. Việt An, tâm an vạn sự an. Việt An, vững bước ta đi lên. Nhanh nhanh đôi bàn tay, chắp nối những mối hàn. Nhanh nhanh đôi chân ta, sải bước những công trình. Xanh xanh những miền quê nơi xa, rộn ràng tươi vui bao năm phố. Mọi nhà thân thương đang chờ ta. Việt An mang đến bao hy vọng, hiệu quả từ bàn tay khoa đông. Hợp lý mức phí đã đầu tư, hài lòng là niềm vui hạnh phúc. Hưởng thụ thành quả của chúng ta. Việt An, tâm an vạn sự an. Việt An, vươn bờ ta đi lên. Nhanh nhanh đôi bàn tay, chắp nối những mối hàn. Nhanh nhanh đôi chân ta, sải bước những công trình. Xanh xanh những miền quê nơi xa, rộn ràng tươi vui bao năm phố. Mọi nhà thân thương đang chờ ta. Việt An mang đến bao hy vọng, hiệu quả từ bàn tay khoa đông. Hợp lý mức phí đã được tư, hài lòng là niềm vui hạnh phúc. Hưởng thụ thành quả của chúng ta. Việt An, tâm an vạn sự an. Việt An, vươn tơ ta đi lên. Việt An, vươn mình ra thế giới. Với vang vọng hùng cường, mạnh dấu tổ quốc ta. Việt An vươn tâm ta thay. Giữ vững lửa đam mê, khơi nguồn sáng tạo. Hiệu quả, hợp lý, hài lòng, hưởng thụ. Việt An, tâm an, vạn sự an. Việt An luôn đồng hành cùng bạn.